Sau chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, sáng nay 14 tháng 8, đoàn công tác tỉnh Bến Tre do Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ dẫn đầu tiếp tục đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về quy hoạch xây dựng cảng biển Trần Đề, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, hệ thống giao thông của tỉnh kết nối với đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào tiếp và làm việc với đoàn. Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển theo quyết định số 1579 của Thủ tướng Chính phủ, cảng biển Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp container lên đến 100.000 tấn, tàu hàng rời đến 160.000 tấn. Cảng biển Trần Đề có diện tích khu cảng khoảng 550 ha với cầu cảng vượt biển dài 16 km. Ngoài ra còn có khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng với diện tích khoảng 4.000 ha, các khu công nghiệp sau cảng. Dự án sẽ thu hút hàng xuất nhập khẩu trực tiếp từ các cảng thuộc vùng sông Hậu và bán đảo Cà Mau với khoảng 10 đến 11,2 triệu tấn một năm, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhiên liệu cho các nhà máy điện của khu vực. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết đang khẩn trương đẩy mạnh triển khai các thủ tục cần thiết nhằm mời gọi đầu tư cảng biển Trần Đề bằng hình thức xã hội hóa. Cụ thể, khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu xây dựng một cảng biển nước sâu để trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh trong vùng. Với dự án cảng biển nước sâu và hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, Sóc Trăng sẽ trở thành cửa ngõ quan trọng của khu vực, tạo đột phá chung cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Bến Tre. Dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng hứa hẹn sẽ liên kết với các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, gắn với định hướng phát triển của vùng và theo chủ trương của Chính phủ về liên kết phát triển đồng bằng sông Cửu Long.